chị mới qua. Em làm gì đó? Dạ, em lau chùi đất sâu. Ừ, lâu nay khỏe không? Ở vùng kín em nó bị bốc mùi á, nên là cũng không thoải mái. Với lại em bị viêm nữa. Chị còn hít này em cần á. Ui, chồng em nó đen. Nó toàn đen với con luôn mà em thấy chi nhán quá trời luôn. Đây, chị có cái này cho em nè. À, nước hả chị? Trời ơi, không nói. Đây. Gì đây? Cái bình xịt này nè. Dùng rất là tốt cho em, rất là thơm nè, dùng nó sạch mùi, nó khử mùi rất là tốt luôn á. Em dùng thử đi. Chứ được gì đây chồng, như đây chồng đi em thử là đúng rồi. Chồng đi em thử là đúng rồi. Chị, ui mùi quá. Ui giời, mình đi dùng tóc không chị Hiền? Thiệt chứ chứ, đây dùng mới chứ. Ai gặp chị nói thì em không biết nè. Dạ, đây em cảm ơn chị nha. À, mẹ đi đâu rồi? Dạ mẹ em đi chợ. Ừ chị qua chị hỏi mẹ em cái đi mà. Thôi à, để bữa nào chị qua. À, dạ, 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 dạ.